trong các cái nội dung trước đấy thì chúng ta đã giới thiệu về các cái công cụ để tạo vùng chọn, để chúng ta có thể chọn, có thể lấy được những cái phần hình ảnh mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên là các cái công cụ đó thì nó vẫn chưa phải là mức độ hoàn thiện cao để cho chúng ta có thể chọn bất cứ cái gì chúng ta muốn. Đấy thì sau đó thì chúng ta cũng đã làm quen thêm một cái khái niệm là không tách được hình ra thì chúng ta sẽ xóa nền đi bằng tay để chúng ta lấy cái phần đối tượng ở phía trước. Tuy nhiên thì các cách như thế nó vẫn chưa phải hết, chúng ta vẫn còn một phương pháp nữa để mà chúng ta tạo ra những cái vùng chọn mang tính chính xác, quyền chuyển chi tiết. Thì chúng ta sẽ làm quen với một công cụ mới, đó là công cụ pen. Công cụ pen này nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra hai cái dạng đối tượng, một là sử dụng pen để tạo ra path. Đấy, path thì cũng có thể trong một trường mực nhất định thì nó có thể hoạt động thay cho vùng chọn, hoặc là chúng ta sẽ biến đổi path thành vùng chọn và nó sẽ giúp chúng ta tạo ra một cái dạng đối tượng nữa tương đối đặc biệt, gọi là sharp layer. Thế thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ làm quen với cái công cụ pen. Công cụ pen thì nó có hình cái bút. Nó cung cấp cho chúng ta ở trong hộp này thì có 5 cái công cụ ở trong nhóm. Một là pen tool, hai là freeform pen tool, ba là thêm cái điểm điều khiển, bớt điểm điều khiển, và convert point tool tức là cái công cụ để chuyển qua chuyển lại giữa hai cái dạng nốt điều khiển hay là điểm điều khiển thẳng hoặc là cong. Trước khi mà chúng ta làm quen với lại cái công cụ và ứng dụng nó vào trong cái việc vẽ ra đường path phức tạp thì chúng ta sẽ làm quen với lại các cái khái niệm như thế nào gọi là đường path thẳng và như thế nào là đường path cong. Một đường path thì có hai dạng, tức là path của chúng ta thì có hai dạng, đó là thẳng và cong. Để tạo ra path thẳng thì rất là đơn giản, chúng ta có thể làm như sau: chọn công cụ đó. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào một cái điểm đầu tiên. Điểm này thì nó sẽ có hình vuông và các bạn thấy là nó sẽ được điểm đen lên, coi như là đang làm việc. Nhưng mà một cái điểm này thì chưa tạo ra bất cứ cái gì cả. Và chúng ta nhảy chuột ra, chúng ta đưa chuột tới vị trí mới, di chuyển chuột tới vị trí mới và kích chuột một cái. Tại cái điểm mà chúng ta vừa kích chuột thì nó sẽ tạo ra điểm neo, điểm điều khiển thứ hai. Và giữa điểm điều khiển thứ hai và điểm điều khiển thứ nhất sẽ tự động được nối với nhau bởi một đoạn thẳng mà chúng ta sẽ gọi nó là path. Cách vẽ path thẳng thì đơn giản thế thôi. Cứ nhấp chuột rồi thả, rồi lại di chuyển tới vị trí mới, nhấp chuột rồi thả. Nó cứ tự động nối giữa các cái điểm neo hay là điểm điều khiển mà chúng ta vừa tạo, tạo ra những cái đường zig zag như thế này. Một đường như thế này gọi là path hở, nghĩa là có điểm đầu và có điểm cuối phân biệt. Còn nếu như điểm đầu và điểm cuối chúng ta đặt, chúng ta nối kín vào nhau thì chúng ta sẽ có một path kín. Tuy nhiên bất kể là kín hay hở thì cách vẽ như vừa rồi thì chúng ta tạo ra những cái đường path theo dạng đường thẳng. Một đường path phát sinh ra thì nó có ảnh hưởng gì tới bức ảnh hay không? Không hề ảnh hưởng gì hết. Nó cũng tựa như là cái vùng chọn đấy. Có nghĩa là xuất hiện thì cứ xuất hiện, nhưng nếu mà không có thao tác đặc biệt thì nó cứ lơ lửng ở phía trên thế thôi và không có tác động gì tới cái bức ảnh của chúng ta cả. Và một đường path sau khi được vẽ ra thì nó có xuất hiện cái gì trong layer không? Trong layer trống không, không hề có cái gì hết. Path thì vẽ ra không ảnh hưởng tới bức ảnh, không xuất hiện thêm cái gì ở trong cửa sổ layer. Tuy nhiên đường path này thì nó được quản lý ở trong cái panel path. Đây, chúng ta sẽ thấy, nhìn thấy warp path và chúng ta sẽ thấy nó có một cái tựa tựa như là cái thumbnail ở trong cái layer, tức là một cái hình thu nhỏ cho phép chúng ta quan sát cái đường path chúng ta vừa vẽ ra. Và nó cũng phân chia làm hai phần, một phần là màu xám và một phần là màu trắng. Phần trắng là phần quản lý bên trong của cái đường path do chúng ta vừa vẽ ra, còn phần xám là phần bên ngoài không liên quan tới path. Một path thì nó sẽ
một path nó sẽ hiển thị khi nào mà nó được lựa chọn ở trong cái cửa sổ path này. Nếu mà tôi bấm vào cái phần trống ở đây thì path nó sẽ lặn, path nó sẽ lặn đi và chúng ta sẽ không không thấy cái path này. Bấm vào đây thì path lại hiện lên tắt bằng cách bấm ra khu vực này. Và việc hiện hay là ẩn bất cứ trong trường hợp nào nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái bức ảnh của chúng ta. Muốn xóa một path thì chúng ta kéo thả nó vào trong thùng rác. Còn nếu mà chúng ta muốn tạo một path mới không liên quan gì đến path cũ, hoặc là vẽ tiếp vào trong cái path hiện có, thì các bạn để ý lên trên thanh option. Ở trên thanh option thì chúng ta có một cái phần nó gọi là các cái chế độ đó. Thì chúng ta sẽ có, nó cũng tựa tựa giống như là cái vùng chọn mà chúng ta nói là thêm vào bớt đi, hay là giữ lại phần giao nhau, hay là xén phần giao nhau đó. Thì các bạn cũng thấy là các chế độ như là combine shape này, subtract from shape này, intersect shape R này, và exclude overlapping shape vân vân. Thì những cái này kiến thức các bạn dùng nó y xì như là các bạn thêm hay bớt, mở rộng hay thu hẹp, hay là giao cắt các vùng chọn này. Ví dụ như là chúng ta để ở dạng combine shape này chẳng hạn, thì tôi có thể là trên cùng một cái warp path như thế này, thì tôi có thể là vẽ ra nhiều cái đường shape khác nhau. Đây. Và kể cả có bao nhiêu đường thì cứ quay trở lại layer thì các bạn cũng sẽ thấy rằng nó chả có tác động quái gì đến layer cả, nếu như chúng ta không ra một cái lệnh đặc biệt nào đó. Và muốn ẩn muốn hiện thì đấy, quy tắc bấm tắt, bấm tắt. Thế còn tạo một cái path riêng rẽ nữa thì đây, chúng ta sẽ tạo ra bằng cách là bấm vào cái create new path này. Thì lúc này chúng ta sẽ lại có path mới, và bằng cách là bấm vẽ thì chúng ta sẽ lại tạo ra cái path thứ hai. Và hai cái path này nó cũng nằm ở trên hai cái quản lý độc lập, tương tự như là hai cái layer mà không có liên quan đến nhau ấy. Thế đấy là thao tác vẽ path thẳng. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét tiếp tới cách vẽ path cong. Path cong thì thao tác cũng vẫn vẽ bằng cái công cụ pen này thôi. Thao tác đầu tiên thì giống hệt nhau, bấm để tạo ra một cái điểm neo đầu tiên. Sau khi có điểm neo đầu tiên rồi, chúng ta nhả phím chuột ra và chúng ta đưa chuột tới vị trí mới. Tại vị trí mới này, chúng ta kích chuột một cái để tạo ra cái điểm neo thứ hai. Nhưng mà thao tác nó sẽ khác với lại cái vẽ path thẳng, là sau khi kích chuột thì chúng ta giữ chuột chứ chúng ta không nhả ra. Sau khi giữ thì chúng ta sẽ kéo dê chuột đi. Và lúc này chúng ta sẽ thấy là tại cái điểm neo mà chúng ta vừa tạo, nó sẽ xuất hiện sang hai bên là hai cái tay đòn phụ điều khiển. Hai tay đòn này có thể ngắn hay dài tùy thuộc vào cái thao tác kéo của chúng ta. Và hai tay đòn này sẽ giúp chúng ta điều khiển cái độ cong cũng như hướng cong của cái đoạn mà chúng ta vừa vẽ. Hai tay đòn này thì có cái tính chất là liên quan và tương tác ngược chiều với nhau. Và nó hoạt động thì đôi khi như một cái bập bênh. Như thế nào gọi là tương tác ngược chiều? Thì các bạn thấy là khi tôi giữ chuột thế này và tôi thu ngắn cái tay đòn lại, hoặc tôi kéo dài tay đòn ra, thì hai tay đòn này luôn luôn liên quan tới nhau và nó hoạt động ngược chiều. Khi tôi thu ngắn tay đòn này lại bao nhiêu thì tay đòn phía đối diện cũng thu ngắn lại bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Khi tôi kéo dài cái tay đòn này ra bao nhiêu thì tay đòn đối diện nó cũng sẽ dài ra và ngược chiều đúng bằng cái tham số đó. Thế thì chúng ta nhận thấy một điều là cái độ ngắn hay dài của tay đòn thì nó liên quan trực tiếp tới độ cong của cái đoạn mà chúng ta đang vẽ. Tay đòn càng dài thì cái đường chúng ta đang vẽ nó trở nên uốn càng cong. Tay đòn càng thu ngắn lại thì nó bớt cong đi. Và nếu thu đến một mức độ nào đó, chúng ta sẽ thấy gần như là nó thành cái đường thẳng. Thế thì độ dài, độ ngắn của tay đòn thì sẽ tác động tới độ cong của cái đoạn mà chúng ta đang vẽ. Thế còn một cái vấn đề thứ hai là chiều của đường cong. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là hai bên tay đòn này hoạt động với nhau nghịch
chiều theo kiểu bờ bênh. Nghĩa là nếu như tôi hạ một đầu đòn này xuống thì đầu kia sẽ vênh lên cao. Nếu tôi nhấc cái đầu này lên cao thì đầu kia lại hạ xuống. Và cái trục của nó chính là cái điểm điều khiển mà chúng ta đang vẽ ở đây. Và đấy chính là cái trục xoay của cái bờ bênh. Thế thì cái việc mà tạo thành cái bờ bênh này thì nó tác động gì tới cái đường của chúng ta? Nó tác động tới chiều. Ví dụ đây là đang chiều cong, đường cong lên trên, đúng không? Và từ phía phải sang phía trái thì nếu chúng ta xoay đảo lại như thế này thì nó sẽ thành ra là đường cong hướng từ trên xuống dưới và đi từ trái sang phải. Bằng cách điều khiển như thế này, chúng ta có thể tác động được tới độ cong và chiều cong, hướng cong của cái đoạn mà đang vẽ. Và mặc nhiên thì hai cái tay đòn này nó luôn luôn sẽ tương tác, nó luôn luôn dính liền với nhau. Tuy nhiên lúc nào mà chúng ta cần thì chúng ta vẫn có thể tách nó ra. Để tách nó ra hoạt động độc lập hai bên tay đòn thì chúng ta sẽ nhấn giữ phím An này trên bàn phím. Khi tôi nhấn giữ phím An thì tôi có thể bẻ hướng, tôi có thể kéo dài, thu ngắn cái tay đòn mà phía tiếp, mà không hề động tới cái tay đòn ở phía đoạn đã được vẽ ra. Bằng cách là gia giảm độ dài cũng như là hướng của tay đòn thì chúng ta sẽ trực tiếp tác động tới cái đoạn tiếp theo chúng ta vẽ như thế nào. Ví dụ dẫn hướng đấy, chúng ta dẫn hướng thì nó sẽ làm cho cái tay đòn tiếp theo là nó cong theo chiều nào, cong nhiều hay cong ít. Ví dụ tôi vẽ như thế này thì nó sẽ cong ngược lại đó. Và đây là cái cách để mà chúng ta sẽ vẽ ra các cái đoạn path mà có tính chất cong. Thì thao tác vẽ path thẳng và path cong nó khác nhau chính là cái điểm đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái path này để làm gì? Sử dụng cái path này để chúng ta vẽ bo theo chu vi, theo đường viền của một đối tượng nào đó để chúng ta chọn nó, thay thế cho cách chọn trước đây chúng ta sử dụng Luxo, Magic One, rồi thì Maki hoặc là Direct Selection. Thế đấy là cái cách mà chúng ta sẽ tạo ra các vùng chọn. Thế cái những cái công cụ để tạo ra vùng chọn trước đây thì thực ra là nó tương đối là hùng hậu rồi, nó tương đối là nhiều rồi, nhưng mà nó có một vài điểm mà rõ ràng chúng ta thấy nó chưa được bằng cái này. Nó ở điểm gì? Khi mà chúng ta đang vẽ thì chúng ta rất là khó vừa vẽ vừa chỉnh đó. Nhưng mà với cái công cụ này là chúng ta vừa vẽ vừa chỉnh được. Và cái sự hiệu chỉnh này nó sẽ giúp cho cái đường path mà chúng ta vẽ ra nó thực sự là mềm mại, uyển chuyển và chính xác cao hơn. Bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm bằng cách là sử dụng cái công cụ này để chúng ta vẽ ra một cái đường path bao xung quanh con vịt, và từ cái đường path đó chúng ta sẽ sử dụng nó để thay thế cho cách tạo vùng chọn trước đây. Thì thao tác vẽ như sau. Tôi sẽ bấm vào một cái điểm bắt đầu nào đó. Điểm bắt đầu này thường thường thì cái cách chọn của chúng ta sẽ là chọn ở cái điểm gọi là điểm gãy. Điểm gãy là như thế nào? Điểm gãy có nghĩa là một cái điểm mà tại điểm đó cái chiều cong nó đang từ chiều nọ nó biến đổi sang chiều kia. Đấy, thì thường là chúng ta sẽ bắt đầu bằng một điểm gãy như thế này. Sau khi bấm xong thì tôi tạo ra được một cái điểm neo đầu tiên. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng mắt ước lượng xem là chúng ta sẽ vẽ cái điểm neo thứ hai ở đâu. Cái điều này thì nó cần một cái kinh nghiệm nhất định, tức là các bạn cũng phải làm một thời gian nhất định thì các bạn mới bắt đầu rút tỉa ra là cái áng chừng của mình sao cho nó chính xác. Một đường cong thì nó chỉ gồm có hai điểm thôi, điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh lý là cái độ cong của nó nhiều hay ít để mà nó ôm thật sát vào cái đường chu vi của cái đoạn mà chúng ta muốn vẽ. Và cái đường cong đấy nó phải thật là trơn chu. Do đó thì các bạn ước lượng bằng mắt, các bạn cũng phải tính được là cái đoạn này nó có trơn chu hay không, nó có cong đều hay không. Cong đều thì chúng ta sẽ tính từ một cái điểm đầu và chúng ta kết thúc ở một điểm cuối. Chứ còn nếu mà một đường cong mà nó không được hoàn hảo lắm
nó cong mà bị gãy thì thường chúng ta sẽ không thể nào mà vẽ một cách hoàn hảo ngay một lần được, mà thường sẽ phải điều chỉnh. Thế thì bây giờ tôi sẽ tính toán ước lượng bằng mắt, và sau đó thì tôi sẽ bấm vào một cái điểm mà tôi cho rằng là nó sẽ vẽ ra là một đường cong, đoạn cong hoàn hảo. Đó, bấm vào. Và cũng như vừa nãy đã nói, không nhả chuột và kéo dê. Thao tác thì nó rất là đơn giản thế này, các bạn để ý này. Ở trong lúc mà chúng ta kéo dài hoặc thu ngắn cái đoạn cong thì đôi lúc chúng ta sẽ có thêm cái thao tác nữa là lúc lắc lên xuống như thế này để cho nó bám sát vào trong cái chu vi của cái đối tượng. Thế còn nếu mà các bạn lại còn muốn là vừa vẽ vừa dịch chuyển nó thì các bạn cũng còn có một cách như thế này. Các bạn giữ phím giữ cái phím cách thì các bạn có thể là dịch chuyển cái vị trí của cái điểm neo đang vẽ rồi. Đấy. Điều kiện là gì? Điều kiện là đừng có nhả cái phím chuột ra thôi. Nếu mà chúng ta ướm mà chúng ta thấy có thể vẽ một đoạn cong dài hơn thì chúng ta nên vẽ đoạn cong dài hơn, miễn là nó đừng có bị gãy. Quy tắc là gì? Vẽ, cố gắng vẽ càng ít điểm càng tốt. Tại vì càng nhiều điểm thì nó càng dễ bị không được mượt mà lắm. Đó. Một đường càng dài thì cái đoạn cong nó vẽ càng trơn. Tất nhiên nó phải phù hợp. Và cái việc chúng ta ước lượng bằng mắt thì nó cũng cần phải có một thời gian nhất định để mà nó định hình được. Đấy. Ví dụ như vừa nãy tôi chọn một đoạn ngắn hơn, nhưng mà sau khi mà vẽ thì tôi cảm thấy là có thể dịch chuyển được cho nó trở thành một đoạn dài hơn, thì tôi dần nhân cách tôi kéo dài nó ra và sau đó tôi điều chỉnh. Thế bây giờ đến đây thì tôi sẽ thu ngắn hoặc là kéo dài cái tay đòn này để tôi ước lượng đến đoạn thứ hai. Đấy. Và sau đó thì lại tiếp tục đoạn thứ ba. Bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ vừa vẽ vừa hiệu chỉnh và chúng ta sẽ có được những cái đoạn cong thực sự là nó bám rất sát vào cái chu vi của cái đoạn mà chúng ta đang muốn chọn. Cách như thế này thì nó đảm bảo là chính xác, tuyệt đối chính xác. Có thể là gọi là dùng từ tuyệt đối thì hơi quá, nhưng mà tức là nó chính xác hơn rất nhiều so với các cách trước đây mà chúng ta đã vẽ. Đấy, thế còn cứ vẽ xong một đoạn thì chúng ta lại áng chừng tiếp đoạn tiếp theo, và tùy theo hướng, tùy theo cái độ dài cong nhiều hay cong ít mà chúng ta sẽ điều khiển cái đoạn tay đòn này nó dài hay ngắn. Đấy, và hướng theo hướng nào. Sau đó thì cứ nhấn lúc nào cần đổi hướng, cần hiệu chỉnh thì các bạn nhấn giữ cái phím an trên bàn phím để các bạn điều chỉnh hướng cho nó. Đây, ví dụ vẽ một đường dài đúng không? Sau đó thì co kéo và đồng thời lúc lắc để cho nó khớp vào. Sau đó thì lại nhấn A, bẻ hướng cho đoạn tiếp nữa. Cứ như thế này mà tiến hành thì chúng ta sẽ vẽ được những cái đoạn cong nó thật sự là trơn tru và bám rất sát vào cái đường biên của cái đối tượng mà chúng ta muốn xử lý. Lúc đầu tiên thì có thể là đối với các bạn mới làm quen thì vẽ đường cong này là một cái thứ gì đó nó rất là khó, tại vì là chúng ta chưa quen cái thao tác hiệu chỉnh cũng như là ước lượng. Thế nhưng mà đến lúc mà quen rồi thì các bạn sẽ thấy rằng cái phương pháp này là một phương pháp tuyệt vời, một công cụ tuyệt vời để chúng ta có thể tạo ra được những cái đoạn nó rất là có độ chính xác cao hơn rất là nhiều, cũng như là cái độ mềm mại, cái độ liền lạc của cái vùng chọn nó sẽ ở một cái mức độ khác hoàn toàn so với lại những gì mà chúng ta đã từng làm quen
ở các cái công cụ trước đó. Và nó đặc biệt chính ở cái chỗ là đến lúc mà chúng ta làm xong rồi, đúng không? Vẽ xong đến đây rồi mà tôi lại cảm thấy là không hài lòng lắm, tôi vẫn có thể nhấn giữ an để tôi điều chỉnh lại những cái đoạn mà đã vẽ trước đó để làm sao cho nó thật khớp. Đấy. Thì cái khả năng này thì các cái phương pháp mà vẽ trước đây của chúng ta là không có. Đấy, vẽ xong là xong, đến lúc đấy rồi mới chỉnh, chứ còn ở đây là chúng ta vừa chỉnh, chúng ta vừa vừa vẽ, cho nên là nó sẽ đạt cái hiệu quả cao hơn rất là nhiều so với lại cái phương pháp mà tạo ra các cái vùng chọn trước đó. Thế sau khi mà chúng ta vẽ xong được cái vùng chọn và bằng path này bao xung quanh đối tượng, thì các bạn cũng sẽ thấy là cái thumbnail nó xuất hiện ở trong cái cửa sổ path mang hình dáng giống như chu vi của con vịt. Thế thì bây giờ đường path có rồi, chúng ta có thể dùng gì với đường path này? Thì các bạn quan sát cách xử lý như sau. Sau khi có path rồi thì chúng ta có thể chuột phải vào đây và chúng ta sẽ chọn một số lệnh nào đó theo nhu cầu. Chúng ta có lệnh delete path để xóa path, merge selection để tạo ra vùng chọn từ cái đường path mà chúng ta vừa mới làm, fill path là để chúng ta tô theo cái đường path đó thay thế cho vùng chọn, stroke path là tô đường viền theo cái đường path mà chúng ta vừa mới làm. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là các cái thao tác này nghe nó cũng rất là quen thuộc đó, ví dụ như là fill path chẳng hạn. Fill path thì nó có khác với lại cái lệnh fill ở trong menu edit hay không? Thì chúng ta cùng nhau xem nhé. Chọn lệnh fill path, một hộp thoại có tên là fill path mở ra. Trong đó chúng ta sẽ thấy rằng là nó cung cấp cho chúng ta 8 cách tô, cũng giống như là cái lệnh fill mà chúng ta đã thực hiện ở trong menu edit fill. Và tuy nhiên là cái lệnh container way trong trường hợp này là không dùng được, tại vì là cái lệnh tô này nó đòi hỏi chúng ta phải có vùng chọn. Thế nhưng mà chúng ta chỉ có đường path thôi, không có vùng chọn, thì riêng cái lệnh container way thì sẽ không xài được. Thế bây giờ xem thử nha. Nào, background color hay là foreground color? Foreground thì nó là màu đỏ, đúng không? Nhấp OK này, nó sẽ tô đúng theo cái vùng chọn đó. Đó. Bây giờ là background này. Background là màu trắng này. OK, tô theo màu trắng này. Rồi các lệnh khác như là pattern. Đó. Và kể cả một số các cái lệnh như là thuộc tính. Ví dụ như là chúng ta chọn màu là màu foreground đi, nhưng mà mode tôi có thể tô theo kiểu color chẳng hạn, thì nó cũng sẽ đưa màu vào, nhưng mà tức là tô theo kiểu phim như thế nào thì chúng ta có thể sử dụng path chúng ta thay thế cho vùng chọn y xì như thế. Duy nhất có một thứ chúng ta không xài được, đó là container way vì nó không có vùng chọn, thế thôi. Thế còn cái điểm mà sử dụng gì đây nhỉ? Stroke thì nó có khác so với stroke mà chúng ta đã xài ở trong vùng chọn hay không? Thì cái này thì khác, cái này rất đặc biệt. Đây, tôi chọn lệnh stroke path. Một hộp thoại cùng tên được mở ra. Trong đó thì nó lại cung cấp cho chúng ta một cái sự lựa chọn bởi danh sách tất cả những công cụ mà có trong hộp công cụ. Các bạn để ý xem đây, chúng ta sẽ thấy này, pencil này, brush này, erase này, background erase, clone stamp, rồi mix brush, healing brush, spot, history, smooth, blue, sharp, dark, vân vân. Các bạn sẽ thấy là hầu như là chúng ta có những cái công cụ nào mà được xài ở trong trong hộp công cụ thì hầu như nó cũng liệt kê ra đây. Thế tôi lấy ví dụ như là tôi chọn thử pencil nhé, nhấp OK xem nó ra cái đường path như thế nào, xem nó stroke như thế nào. Đây các bạn sẽ thấy
nó stroke một cái đường viền rất là mạnh màu đỏ như thế này, tại vì chúng ta vừa mới chọn rồi đấy ạ, cách tô đường viền bằng công cụ bút chì. Và công cụ bút chì bây giờ chúng ta kiểm tra lại xem trước đó nó được thiết lập như thế nào. Pencil thì nó được thiết lập là có một pixel thôi, màu hiện tại đang dùng ở màu tiền cảnh là màu đỏ, do đó nó sẽ giống như một cái bút chì đỏ, nó vẽ một cái đường viền xung quanh. Thế còn nếu như bây giờ tôi lại chuột phải vào đây, tôi chọn stroke này nhưng mà tôi lại dùng cái công cụ là gì đây ạ, brush, thì chúng ta sẽ xem đây, cùng một cái đường viền như thế nhưng mà cái stroke khi mà tôi sử dụng công cụ brush thì nó lại ra cái hình như thế này. Lý do vì sao? Nó lấy tham số của cái brush được dùng gần nhất trước đó. Đây, tôi chọn brush thì các bạn nhìn thấy brush này nó có size là 801 pixel thôi chứ không phải 1 pixel như là thằng bút chì. Do đó cái đường stroke nó size nó cũng theo cái quy tắc của thằng brush đó. Hoặc là bây giờ tôi chọn tẩy này, đó, đây chuột phải stroke path và tôi chọn thế này, tẩy erase. Ok, các bạn sẽ nhìn thấy là nó làm sao đây ạ, tô đường viền bằng cách sử dụng công cụ tẩy. Bây giờ tôi lại kiểm tra lại công cụ tẩy này là có size là 142 và đường viền mềm, do đó cái vết tẩy này của chúng ta nó cũng chạy theo cái quy tắc là tẩy theo cái đường vừa chọn nó. Thế thì đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng cái công cụ pen vẽ ra đường path và sử dụng đường path trong cả hai cái trường hợp tương đối quen thuộc, đấy là tô màu và tạo đường viền. Đó. Nhưng mà tô màu thì khác ở cái chỗ là nó chỉ chấp nhận 8 cái tùy chọn trong số 9 tùy chọn mà vùng chọn nó thực hiện được. Thế còn riêng về stroke thì thằng này lại vô cùng là phong phú, chứ nó không có rơi vào cái dạng đơn điệu là tô mấy pixel giống như là cái stroke chúng ta dùng bằng cái vùng chọn. Thế ngoài cái cách mà chúng ta làm việc với lại cái path này để tô hoặc là để stroke thì chúng ta còn có thể là biến đổi cái đường path đó ra thành vùng chọn nếu như mà tôi có nhu cầu làm việc với vùng chọn. Thế thì từ một đường path đã có, chúng ta có 5 cái phương pháp, thực ra gọi là 4 thì chính xác hơn, 4 phương pháp để mà chúng ta biến đổi cái đường path hiện hành thành ra một cái vùng chọn. Thao tác trực quan nhất đó là Control Enter, miễn là gì đấy ạ, đường path này hiển thị đấy, khi tôi bấm vào cho đường path nó hiện lên trên bề mặt như thế này thì Control Enter một cái là các bạn sẽ thấy là đường path của chúng ta chạy như thế nào thì vùng chọn nó sẽ được dựa theo cái đường path đó nó phát sinh ra luôn. Đấy là cách đầu tiên. Cách thứ hai là với đường path đang được kích hoạt như thế này, tôi giữ Control và tôi kích vào cái thumbnail ở cái cửa sổ path này thì nó cũng sẽ biến đổi cái đường path chúng ta vừa vẽ sang thành vùng chọn. Cách thứ ba đó là với cái đường path được chọn, tôi chuột phải vào trong cái path này và tôi sử dụng cái lệnh Make Selection ở trong menu ngữ cảnh. Trường hợp này thì nó đặc biệt hơn một tí, nó không biến đổi ngay cho chúng ta thành vùng path, từ vùng path nó thành vùng chọn, mà nó còn cho chúng ta thêm một cái tùy chọn nữa là ở trường rendering này thì chúng ta có cái nội hàm là Feather Radius cho phép chúng ta gán thêm cái vùng ảnh hưởng đó, vào trong cái đường path này. Còn mặc định lúc đầu tiên thì nó là không, các bạn nhấp OK thì đây nó cũng biến thành ấy. Cách thứ tư thực ra nó là biến thể của cách vừa rồi, tại vì là nó vẫn giống nhau, nó chỉ khác nhau ở cái chỗ gọi lệnh là ở đâu thôi. Vừa nãy là chúng ta chuột phải vào đây để chúng ta chọn lệnh Make Selection, thế còn một khác là chúng ta bấm vào cái biểu tượng ở góc trên bên phải của cái cửa sổ path này và nó cũng sẽ mở ra cái hộp thoại cho phép chúng ta chọn lệnh Make Selection. Thì cái này nó cũng giống hệt như là cái thao tác mà chúng ta làm với cái vùng chọn và vừa rồi thôi. Thế còn cách thứ 5
thì nó làm như sau. Các bạn nhìn xuống dưới đáy của hộp pad này và các bạn đếm từ bên trái sang 1, 2, 3, icon thứ 3 từ bên trái sang ở dưới đáy hộp. Khi trỏ vào nó có tên là Load Pad Add a Selection thì nó sẽ giúp chúng ta là biến đổi cái pad hiện hành này sang thành vùng chọn. Như thế là chúng ta có 5 cái cách khác nhau để mà chúng ta biến đổi một cái đường pad hiện hành thành ra là vùng chọn và sử dụng nó như các vùng chọn mà chúng ta đã tạo ra bằng các công cụ khác. Thế thì với cái công cụ pad như thế này thì các bạn thấy rằng là chúng ta thực hiện những cái vùng lựa chọn rất là nhanh. Thực ra nếu mà so nhanh hay chậm thì có thể trong một vài trường hợp nó cũng không nhanh bằng các cái phương pháp tạo vùng chọn bằng các công cụ cũ đâu, nhưng mà độ chính xác thì tuyệt đối là thằng này cao hơn rất nhiều so với lại cái phương pháp chọn trước đó. Tại vì chúng ta làm tỉ mẩn hơn, chúng ta vừa làm vừa chỉnh vừa hiệu chỉnh, và như vậy thì nó sẽ dẫn tới là nó chính xác cao hơn so với cách cũ. Thế còn trong quá trình mà chúng ta làm mà chúng ta thấy rằng có cái đoạn nào đó mà nó vẫn chưa thực sự là hài lòng, nó vẫn chưa thực sự chính xác giống như chúng ta mong muốn, thì chúng ta có thể hiệu chỉnh. Và để hiệu chỉnh thì chúng ta sẽ làm như sau. Vẽ thì chúng ta vẽ bằng công cụ pen đấy, nhưng mà trong quá trình điều chỉnh thì chúng ta có thể sử dụng ba cái công cụ phía dưới này cộng kèm theo cái nhóm hai công cụ Path Selection và Direct Selection Tool ở đây. Trước hết là chúng ta nói cái công cụ kèm ở trong cái nhóm công cụ pen này, thì các bạn thấy là chúng ta có hai cái ngòi bút, một cái là có dấu cộng, một cái là có dấu trừ. Đấy là cái cách để mà chúng ta tạo ra các điểm neo bổ sung hoặc là bỏ bớt đi. Ví dụ như cái đoạn cong này tôi tính là nó trơn tru, nhưng mà có một cái chỗ nào đó mà tôi cảm thấy là nó chưa được ổn lắm thì tôi có thể thêm một cái điểm điều khiển vào đây. Đấy. Ví dụ tôi ước lượng dài quá cho nên là cái đoạn cong của tôi nó hơi bị lẹm thì tôi có thể bấm vào đây. Bấm vào điểm nào thì nó sẽ tạo ra điểm neo ở đó. Và cái tính chất của cái điểm neo mới phát sinh này hay điểm điều khiển mới phát sinh này thì nó phụ thuộc vào cái đoạn mà chúng ta đang kích chuột vào. Chúng ta kích nó vào đoạn thẳng thì nó sẽ sinh ra cái điểm điều khiển thẳng. Chúng ta cắt cái kích vào cái đoạn cong thì nó sẽ sinh ra cái điểm điều khiển cong. Và khi có thêm cái điểm cong hay thẳng như thế này thì bằng cách là điều chỉnh nó, đó, chúng ta có thể nhắc nó ra hay là thêm hay bớt hay là co kéo rồi đấy, thì chúng ta sẽ làm cho cái đoạn này nó trở nên là chuẩn xác hơn. Thế còn nếu trong trường hợp mà chúng ta vẽ thừa nhiều điểm quá, nó dẫn tới là cái đường cong của chúng ta nó vụn, thì chúng ta có thể là bấm vào công cụ trừ. Đó. Khi chúng ta chọn công cụ trừ như này và chúng ta bấm vào một cái điểm neo nào hiện có thì bấm vào đâu nó sẽ xóa bỏ cái điểm neo ở điểm đấy đi. Thế còn cái công cụ cuối cùng ở trong nhóm này thì nó có tên là Convert Point Tool. Thì Convert Point này nó sẽ giúp chúng ta làm cái gì? Convert Point này nó sẽ giúp chúng ta là khi bấm vào một cái điểm điều khiển nào đó thì nó sẽ chuyển nghịch giữa cái dạng là đường cong hay là điểm neo cong và điểm neo thẳng. Đây các bạn quan sát, đoạn này đang là neo cong, đúng không? Điểm điều khiển cong. Và nếu như tôi kích chuột vào một cái, lập tức cái đoạn này biến thành đoạn thẳng. Nếu như tôi đang ở đoạn thẳng mà tôi kích vào một cái thì nó sẽ biến đổi lại ra đường cong. Thẳng sang cong thì các bạn thấy nó không rõ lắm. Cong sang thẳng thì thấy rõ hơn đúng không? Đấy. Đây. Ctrl Alt Z. Đấy nhá. Đây là cong đúng không? Với hai tay đòn. Bây giờ tôi bấm vào một cái này. Lập tức cái đoạn này trở thành đoạn thẳng và chúng ta nhìn rất rõ. Nhưng mà kích vào đây nó có ra cong không? Có, thực ra là ra cong rồi. Nhưng mà do chúng ta chưa kéo, chúng ta chưa tác động thêm tới cái tay đòn cho nên là các bạn nhìn thấy là nó vẫn giống như thẳng. Nhưng thực chất là bấm vào một cái là nó thành cong rồi đấy. Và nếu mà bấm vào và có kèm theo cái thao tác là co kéo thì các bạn sẽ thấy là cái tay đòn này của chúng ta nó sẽ lại khôi phục lại cái dáng là dáng cong. Đấy.
Thế còn cái công cụ Freeform Pen này thì nó giúp chúng ta làm gì? Freeform thì nó rất là đơn giản và nó giúp chúng ta vẽ ra những cái đường mà theo kiểu vẽ tự do. Đấy. Công cụ pen bình thường thì chúng ta cứ nhấp thả và chúng ta điều chỉnh trong quá trình làm. Nhưng công cụ Freeform Pen thì nó bắt chúng ta phải giữ chuột từ đầu đến cuối. Đây, uốn néo lượn lờ ngang dọc thế nào đấy là việc của chúng ta. Khi nào thích dừng thì chúng ta nhả chuột ra và nó dừng. Và nó sẽ vẽ ra như là chúng ta cầm bút chúng ta vẽ ra một cái đường phát ở trên giấy. Cái cách này thì phát rất là nhanh nhưng mà độ chính xác của nó thì không có cao và thường thì sẽ còn phải điều chỉnh lại nhiều. Do đó thì trong thực tế người làm Photoshop thì ít khi sử dụng đến cái freeform này mà người ta sử dụng pen thông thường thôi. Thế kế tiếp nữa thì chúng ta có hai cái công cụ, nó gọi là công cụ Path Selection và Direct Selection. Thì cái công cụ này nó sẽ giúp chúng ta làm cái gì? Hai công cụ này, một mũi tên đen và một mũi tên trắng, nó sẽ có lần lượt các vai trò như sau. Đối với công cụ mũi tên đen, khi mà tôi chọn công cụ mũi tên đen hay là công cụ Path Selection thì tôi bấm vào đường path là để tôi lựa chọn nó. Sau khi bấm vào thì các bạn thấy là đường path được nổi lên, đồng thời nó sẽ kích hoạt toàn bộ các cái điểm neo điều khiển ở trên này. Và tôi có thể sử dụng cái công cụ này để chọn, để di dịch, để chọn, để xóa, hoặc là chúng ta có thể thực hiện thêm một số thao tác, ví dụ như transform path chẳng hạn. Lúc này chúng ta có, sau khi chọn path rồi thì chúng ta vào edit và chúng ta sẽ có những cái lệnh được biến đổi sang khi mà nó đã nhận diện cái đối tượng là path chứ không phải điểm ảnh. Thì nó sẽ có tên là Free Transform Path hoặc là Transform Path. Trong này thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có là một số các lệnh như Scale, Rotate, Skew, Restore, Perspective, Wrap. Thì tương đối giống như là thao tác làm việc với điểm ảnh. Tuy nhiên là Rotate hoặc là Flip thì chúng ta không thấy nó hiện diện ở trong này. Đấy. Ví dụ tôi nhấn Scale, cái những cái tay nắm điều khiển Mounting Box nó cũng hiện ra xung quanh cái đường path của chúng ta, và bằng cách là co kéo các điểm điều khiển này tôi có thể thu nhỏ hoặc phóng to cái đường path này. Và các bạn cũng thấy rất rõ, mặc dù tôi đã tác động vào đường path này, tôi làm cho nó nhỏ đi, nhưng hoàn toàn cái ảnh của chúng ta không có bị tác động gì hết, nó chỉ đụng chạm vào đường path thôi. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta có nhiều path thì cái cách sử dụng cái công cụ này thì nó sẽ cho chúng ta là chọn, cho phép chúng ta là chọn cái path nào ở trong một cái đường path phức hợp. Đây, ví dụ tôi mở lại cái cửa sổ này và các bạn nhìn thấy là trong này thực ra là chúng ta có vài cái path khác nhau đó. Ví dụ như là đây, tôi bấm vào đây tôi chọn là một path đó, tôi bấm vào đây tôi lại chọn là một path, và tôi có thể chọn bất kỳ cái nào tôi muốn bằng cách là bấm vào cái đó. Nếu chọn nhiều thì chúng ta lại gì đấy ạ, giữ shift để chọn cả hai cùng một lúc hoặc nhiều cùng một lúc. Còn nếu mà chọn đơn thì cứ bấm vào cái nào thì chúng ta sẽ chọn được cái đó. Tuy nhiên là cái cách này chỉ là chọn thôi và di dịch hoặc là thu phóng tất cả. Thế còn cái công cụ này mới là công cụ chúng ta dùng nhiều này, đó là công cụ Direct Selection. Direct Selection này thì nó cho phép chúng ta là bấm vào một đường path, đồng thời kích hoạt các cái điểm điều khiển này lên bằng cách là chọn vào nó. Khi tôi chọn vào một điểm điều khiển nào thì tôi có thể là kích hoạt cái điểm điều khiển đó hay điểm neo đó, và sau đó thì tôi có thể bấm vào chính cái điểm đó và tôi co kéo di dịch vị trí, hoặc là tôi bấm vào cái tay đòn phụ điều khiển để tôi co duỗi, tôi đảo chiều, hoặc là tôi tác động tới cái độ uốn, độ cong của cái đoạn path mà những cái tay đòn này nó đang phụ trách. Thế thì một cái là chọn tổng, một cái là chọn một điểm điều khiển ở đó trong path và cho phép chúng ta hiệu chỉnh. Thế đường path thì dùng tốt hơn hay là vùng chọn dùng tốt hơn? Thực ra thì thằng nào nó cũng có nhiệm vụ riêng của nó, nó cũng có điểm ưu của nó. Đấy. Ví dụ như là vùng chọn thì rõ ràng là nó hơn đứt cái thằng path này ở cái khả năng là fill content away. Thằng path là không làm được cái vỏ vụ đó, bởi vì đơn giản nó không phải là vùng chọn. Thế nhưng mà ngược lại thì path nó có những cái điểm rất là hay,
đó là vẽ xong là xong, có nghĩa là chúng ta không cần phải thực hiện những cái thao tác là shape selection. Trong quá trình làm việc thì một thao tác mà chúng ta lúc nào cũng phải chăm làm chính là tạo ra các vùng chọn bao quanh những khu vực mà chúng ta muốn xử lý. Và nếu như mà chúng ta không dám chắc chắn rằng là thao tác này làm xong là xong mà có thể còn phải chỉnh lý lại nhiều, thì cái việc mà lưu giữ vùng path để chọn nhanh lại nó là cái việc gần như là bắt buộc. Tôi lấy ví dụ như là bây giờ nếu như mà tôi đổi màu cho cái mỏ này chẳng hạn, đúng không? Thì trước hết là tôi phải làm sao? Tôi phải vẽ cái vùng chọn bao xung quanh cái mỏ đó để tôi chọn nó. Ví dụ bây giờ tôi vẽ đường path xung quanh cái mỏ. Sau khi mà tôi chọn xong được cái đường path này thì tôi lúc nào tôi muốn chọn cái mỏ tôi cũng có thể chọn được. Hoặc giả ngay kể cả cái vùng chọn thì chúng ta cũng có thể làm như thế nếu như chúng ta lưu. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ thấy có một vài cái điểm khác như thế này. Tôi lấy ví dụ như là tôi làm việc với path thì tôi chỉ việc là gì đấy, vẽ path ra. Bây giờ tôi muốn chọn cái gì, tôi muốn tải vùng chọn như thế nào thì thao tác rất là đơn giản, đó là gì đây, kích hoạt cái vùng chọn này lên, control click vào đây là tôi sẽ tải cái vùng chọn nào lên, thì tôi chỉ control click vào đây đó. Nhưng mà đối với thằng vùng chọn ấy thì tôi lại phải cầu kỳ hơn một tí, đó là có vùng chọn rồi muốn lưu giữ nó thành nhiều vùng chọn khác nhau thì lúc này tôi lại phải vào select. Trong select này tôi lại phải chọn lệnh shape selection. Cái này thì tôi đã nói với các bạn cái cách lưu ở trong cái quá trình mà chúng ta làm việc với cái công cụ trước đó rồi, đúng không? Khi mà chúng ta sử dụng cái lệnh content away scale thì chúng ta muốn bảo vệ cái khu vực nào thì chúng ta phải lưu cái vùng chọn lại cái thao tác đó, thì chúng ta sẽ tạo vùng chọn xung quanh cái khu vực mà chúng ta muốn chọn lựa và bảo vệ. Sau đó thì chúng ta vào select, vào shape selection để chúng ta lưu. Và trong quá trình này thì chúng ta có thể là đặt tên hoặc không đặt tên. Đặt tên thì nó sẽ rõ ràng hơn, ví dụ mỏ chẳng hạn, đúng không? Nhấp enter thì nó sẽ lưu lại dưới tên cái mỏ, ví dụ toàn thân con vịt chẳng hạn, thì tôi sẽ lại phải lưu thêm một lần nữa select shape selection và tôi sẽ có cái tên là vịt chẳng hạn. Ok, vậy thì lúc này tôi lưu được hai cái vùng chọn. Và lúc nào tôi cần cái vùng chọn nào thì tôi sẽ làm như sau. Vào select, vào load selection là cái thao tác ngược lại với shape, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái danh sách lựa chọn gồm có những cái vùng chọn mà chúng ta đã lưu, và sau đó thì chúng ta muốn tải cái nào lên thì chúng ta sẽ bấm vào cái đó chúng ta tải lên. Đồng thời thì nó còn cung cấp cho chúng ta những cái phương pháp là cộng thêm vào, trừ bớt đi, rồi thì giữ lại vùng giao nhau, giữ lại vùng không giao nhau, vân vân. Giống như là các thao tác mà chúng ta vẫn làm khi mà chúng ta tạo vùng chọn ấy, thì để thực hiện như thế này thì cần có một vùng chọn trước đã, sau đó thì vào select và load selection thì chúng ta sẽ chọn là new selection, add to selection, subtract from selection hoặc intersect with selection. Đấy, nếu như mà tôi chọn là vịt này mà tôi lại chọn là new thì tự động nó sẽ gì đấy, hủy cái vùng chọn hiện có là cái mỏ này đi đó.
và nó đưa ra vùng chọn mới là toàn bộ con vịt. Nếu mà tôi chọn lệnh gì đây ạ? Load selection mà tôi lại chọn gì đây? Mỏ. Nhưng mà tôi chọn là add to selection thì nó thêm vào. Nhưng mà thực ra thì đây cả mỏ cả thân là nó đã trùng nhau rồi, cho nên không thành vấn đề đúng không? Nhưng nếu tôi chọn là subtract chẳng hạn, thì cái vùng mới này nó sẽ tự động nó cắt bỏ bớt cả cái vùng mỏ này đi. Đó. Tải vùng mới lên, vùng mới cái vùng cũ mà lại giao nhau ở đâu tương ứng với cái lại subtract là trừ đi thì nó sẽ trừ phút đi cái vùng giao nhau. Ví dụ như thế. Thế thì thao tác thì không mới, nhưng rõ ràng chúng ta thấy là mất thì giờ ở cái đoạn là cứ mỗi lúc có một cái vùng chọn là chúng ta phải thực hiện lưu. Trong khi đối với path này thì chỉ cần vẽ xong là nó mặc nhiên là nó có ở đây rồi. Và thích tải thằng nào lên thì cứ control click vào là xong. Tức là chúng ta không phải làm thêm cái thao tác là phải save selection nữa, mà nó cứ vẫn tồn tại cái path đó ở trong cái vùng path, cửa sổ quản lý path này là xong. Chúng ta không phải làm thêm cái thao tác là lưu. Nếu cần thiết chỉ có duy nhất cái thao tác là gì đấy, hết phiên làm việc chúng ta chọn lệnh save để chúng ta lưu những cái gì thay đổi, thì nó sẽ lưu kèm luôn tất cả những cái path mà chúng ta vừa vẽ và tính kèm vào trong tài liệu. Thế thôi. Và lần sau mở ra chúng ta lại thấy có cái path này. Đấy, ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ thêm bớt này. Bây giờ tôi lại vẽ thêm một vài cái vùng chọn nữa để xem cách làm của chúng ta nó sẽ như thế nào. Ví dụ bây giờ tôi lại tạo thêm cái vùng chọn liên quan tới mắt này. Bây giờ tôi đặt tên là mắt phải này. Ví dụ thế. Bây giờ lại tạo thêm một cái nữa là mắt trái này. Ok, đặt tên mắt trái, nhập group vào tên đó. Thế thì sau khi mà chúng ta như thế này, chúng ta sẽ có là bốn vùng path khác nhau. Một vùng là tổng thể của cả vịt, một vùng là cái mỏ, một vùng là mắt trái, một vùng là mắt phải. Thế thì trong cái quá trình tôi lấy ví dụ như là tôi muốn tô màu cho con vịt này chẳng hạn, tôi không thích là con vịt màu vàng này nữa mà tôi muốn là tô con vịt màu tím rồi chẳng hạn. Thế đây, chúng ta sẽ chọn màu này cho thành màu tím này, ví dụ thế. Sau đó thì chúng ta sẽ tải cái vùng mà chúng ta cần xử lý lên, đúng không? Tải này. Bây giờ Control Alt này, đúng không? Trừ bớt một mắt này, trừ bớt mắt thứ hai này, trừ bớt cái mỏ này, thì chúng ta sẽ có cái vùng chọn là chỉ có dính dáng tới thân con vịt thôi. Đấy, và bây giờ tôi muốn tô gì thì tôi vào Edit Fill. Ví dụ như là tôi chọn lệnh gì đây ạ? Foreground. Chọn chế độ là color chẳng hạn. Ok, tô vào. Thì bây giờ tôi sẽ có con vịt màu tím và nó sẽ chừa cái phần mắt ra, nó không tô vào, chừa phần mỏ ra không tô vào. Với ví dụ như thế. Thì cái cách làm như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nên vẽ những cái path nó rời nhau ra. Đấy, mỗi path là một cái tầng quản lý riêng. Và lúc nào cần thêm vào thì chúng ta giữ shift, chúng ta kích vào. Cần cắt bớt đi những phần giao nhau thì chúng ta giữ Ctrl Alt, chúng ta kích vào thì nó sẽ trừ bớt đi. Và đây là cái cách để tải ra những cái vùng chọn một cách rất là nhanh và chính xác và rất là linh hoạt. Đấy. Và nó bớt hẳn để cho chúng ta một cái thao tác là cứ phải tạo vùng chọn rồi lưu nó. Đấy.
Còn cái thang này thì cứ thao tác path là xong. Thế thì như vậy là chúng ta đã biết thêm một cái cách để tạo ra một cái vùng chọn rất là chính xác, mềm mại, uyển chuyển bằng cách là sử dụng công cụ pen để tạo ra cái đường path. Cái con xóa đi thì mọi thứ rất dễ, đúng không? Kéo thẳng cổ nó một cái path nào đó mà chúng ta không muốn, thả nó vào trong thùng rác là xong. Như vậy là chúng ta đã biết được thêm một cái thao tác rất là quan trọng ở trong Photoshop. Đây cũng, nếu mà nôm na mọi người cũng hay gọi đây là một cái kỹ thuật chọn nâng cao đó. Thì nó sẽ giúp chúng ta làm việc chính xác hơn. Tất nhiên là hay thì hay thật đấy, nhưng không có nghĩa rằng là lúc nào chúng ta cũng lôi phát ra mà dùng. Nó cũng vẫn là cần một sự hợp lý. Những cái gì mà chọn bằng các công cụ chọn mà tốt, mà nhanh, hợp lý thì chúng ta vẫn sử dụng các công cụ tạo vùng chọn đấy. Còn những cái trường hợp nào mà đường path đòi hỏi nó phải thật là mềm mại, thật là chính xác, thật là chi tiết thì lúc đó chúng ta mới cầu viện tới cái công cụ pen để vẽ ra path thôi. Chứ đừng có vác dao mổ trâu ra để giết gà thì nó không hợp lý. Đấy. Ví dụ vẽ những cái vùng chọn hình elip hay là hình chữ nhật thì rõ ràng không thằng nào đọ được độ nhanh với lại các công cụ kia, đúng không? Đấy. Ví dụ thế, hoặc là chọn nếu mà màu mè mà nó thuần chẳng hạn thì rõ ràng Magic One với lại cái công cụ của Selection nó vẫn giúp chúng ta làm nhanh hơn là chúng ta vẽ ra một đường path. Thằng nào cũng có thế mạnh của nó, và việc của chúng ta là nắm thật tốt các cái phương pháp chọn vùng chọn khác nhau và kết hợp để tận dụng được cái sức mạnh của nó một cách tối đa. Đấy. Chứ còn nếu mà nói là có công cụ nào hoàn hảo thì chắc chắn là không có công cụ nào hoàn hảo cả. Tại vì về mặt nguyên tắc, một cái hoàn hảo mà ra đời thì có nghĩa là nó sẽ triệt tiêu tất cả những thằng không hoàn hảo trước đó. Đấy. Chứ còn nó vẫn còn tồn tại song song, có nghĩa là mỗi thằng đều có điểm mạnh riêng của mình và nó có lý do để nó tồn tại. Và bây giờ thì các bạn nên dành một chút thời gian ra làm quen với lại công cụ path, làm chủ công cụ path này. Sau khi mà các bạn xử lý tốt được rồi thì tôi sẽ nói tiếp với các bạn sang cái dạng thứ hai, đó là sử dụng pen nhưng mà không phải vẽ ra path, mà chúng ta sẽ vẽ ra một thứ nó gọi là sharp layer, và chúng ta sẽ giải thích, tìm hiểu sharp layer nó là cái gì, điểm mạnh của nó là gì, điểm yếu của nó là gì, và nó thường được sử dụng trong trường hợp nào ở trong Photoshop.